Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Út Ruộng Vlog. Hôm nay nhóm mình lại xuống ruộng này các bạn. Đây. Ruộng mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay trở lại cái khu vực vườn Quá An nha cả nhà. Bữa nay đi thăm lợp cũng 3-4 ngày rồi, chưa đi thăm, nay đi thăm thử coi. Ngày hôm nay Út Ruộng ra nhìn thử coi, kích thủ đi quá trời cả nhà, không biết lợp còn không nữa. Mong là nó còn nằm y chỗ đó. Vòng vòng cái lùm lát này Út đặt mấy cái? 1, 2, trên kia 3, 4, 7 cái, 8 cái. Có đặt gần cái 12 cửa ngục này của người ta không? Hả? Đây một cái nè. Đây, ngay chỗ trống trống này có một cái 12 cửa ngục này mọi người. Đi bò đạp dễ vô, dễ dục lên ra trên bờ luôn rồi. Lưới làm. Cũng nhiều người xuống đây giăng lưới đặt bẫy nhiều cái lắm các bạn. Và đặc biệt là kích thủ. Nói chứ mấy anh đi xịt á mọi người. Chung là chim trời cá nước mà ai bắt được mới ăn. Mình đâu có nói người ta được. Đây cả nhà. Cái đó chắc ông chủ của cái đó ổng đem xuống á. Ổng bực quá ổng cho lên trên bờ luôn hay gì nè. Nằm lên trên cạn luôn rồi. Khúc này nước tới đầu gói ngon ghê nè. Ủa hình như ngay chỗ đó cô có ai đặt gì nữa, cô thấy cái lưới màu xanh kìa. Nó bị hư rồi, người ta đặt cũng 12 cái ngục hay là cái gì. Ý. Trời. Sao? Cây nó xúc ra hoài luôn rồi nè. Vậy là có người quậy á. Không, một là có người quậy, hai là dính cá to. Bị móp méo hết rồi mọi người. Không biết ai đạp luôn. Không, về sửa lại chứ. Không, mình sửa tại chỗ luôn. Này có khi bò nó chạy nó đạp á chứ. Cũng có phải. Méo hết trơn hết trọi rồi các bạn ơi. Xuống thấy nó rớt cây gần hay ngon hay sợ, tưởng có cá lớn. Mở hàng cái đầu tiên nó hơi bị đen đen anh các bạn ơi. Đó, vậy xài thôi. Tuyệt quá. Quỷ sứ miếng bò. Rồi. Sửa cũng xong rồi các bạn. Giờ đặt lại thôi chứ cũng ngon, chỗ này cũng ngon mà. Chỗ này vẫn mỏng dính con khủng nè. Cái đầu không có thì cái thứ hai sẽ có, cái thứ ba sẽ có thôi. Giờ mình đi thẳng lên đây đi, không có lùm đó đâu. Gia đặt bây giờ cũng nhớ chỗ nào cũng nè. Hôm qua mưa to cho nên hôm nay nước nó ngập quá trời. Đây nè, hôm nay bốn còn đỏ. Hôm qua mưa to lắm luôn á cả nhà. Có đánh dấu cục cỏ kìa các bạn. Ôi, cái này. Bung cây hết trơn. Bung cây mà không có cá lớn ta. Ủa làm sao ta? Hay hôm qua mưa nước quá. Phải đâu. Con mới cá sặc các bạn. Cũng bị méo, bị đạp nè. Hey, do mấy anh kích thủ đi, mấy anh không thấy, mấy anh dậm. Cũng có phải lắm chứ. Do dí cá hả?
thôi kệ, mấy cái sạc bỏ lại. Hai cái chưa thấy hàng khủng cả nhà ơi. Trên cái gốc cây kia nguyên bầy bò to luôn kìa. Quá trời quá đất luôn. Nó núp vô bóng mát nữa chứ. À, lùm lát to đó 3 cái luôn. Rồi lại quên rồi các bạn ơi. Cá nhỏ vẫn để lại để kiếm cá lớn các bạn ơi. Ba cái. Ba cái. Cái thứ ba nằm ngay chỗ này các bạn. Những là để lại để giữ cá lớn. Được cái là cái thứ ba thì nó nguyên dạng, nó không bị mấp méo như hai cái đầu. Cái thứ ba chắc không có bị ai dậm. Mấy cái bụi lát nhỏ nhỏ. Và cái thứ tư. Cái chỗ này không có cỏ nên không có cột cỏ làm dấu được phải không? Thành ra giờ không nhớ. Người là cái thứ tư bị mất rồi các bạn ơi. Không có bị ai dậm hết á. Nó lấy luôn. Luôn rồi. Mất một cái. Ngay chỗ này các bạn, chống chống nè. À. Cái đó của ai đặt đó các bạn. Nhưng mà hình như bị hư rồi cho nên là người ta bỏ luôn. Cái đó chắc mình về mình chế cây lại xài được, cái chế đâu bị gì đâu. Được. Mình sao? Của người ta hư hay là của mấy anh chích khủ mấy anh lấy mấy anh dục lên đó cũng không chừng. Cái này là cây bệnh của người ta còn. Mất một trái rồi. Đặt hai đợt vì mất một cái các bạn. Tổng thất cũng căng á. Bên này như là một cái khu vườn rau nhút luôn nè. Quá trời quá đất. Bên này 3 cái các bạn. Bị hâm á. Bị hâm hay là lại là bị đạp nữa. Bên giá trơn luôn nè. Hôm qua mưa quá mà. Dỡ lên thử coi làm sao Út. Út lôi 3 cái ấy Út đậy lên hết trơn rồi. Chứ đâu phải nó chống lóc gì đâu. Đi mấy anh đạp mấy anh kẹo hết trơn. Cũng còn cá sặc đó các bạn, cá sặc rất là nhiều luôn mà bự ghê bộ ha. Cá sặc bự không mà phải chứ. Nãy mình hốt hết cá sặc về ăn ta. Hốt hết về bầm quết chả lên chiên ăn cũng được các bạn. Nhiều chứ bộ. Ừ, nãy giờ mình đi mình hốt hết là cũng bộn rồi đó. Thôi đặt lại mình để đợt sau đi, đợt sau ấy về bầm làm chả cho các bạn coi nha. Lên thăm cái kia trước quẹo lên hai cái. Đúng rồi, đi lên cái lùm cỏ trên này quay lại sau. Đó, ngay chỗ cái đám cỏ xanh mướt đó các bạn. Có một cái đó đó. Lên trên đó là chỗ xa nhất rồi quay về đây thăm mấy cái gần đây. Ơi, không thấy động tĩnh gì trơn vậy. Đi tới sát rồi mà chưa thấy nó quậy gì hết thì chắc lại là cá nhỏ nữa rồi các bạn ơi.
không có cá lớn rồi. Hoặc là đêm qua mưa quá cái kích. Có nè, có nhưng mà không biết bự hay nhỏ. Có hả, có hả? Có, có. Thấy nó cũng có đụng động rồi, bự hay nhỏ, sợ bay cá sặc chứ quá. Cái đó, cá sặc cũng vui. Ôi ôi quá trời luôn các bạn ơi. Đã không? Quá trời quá đất luôn á. Hơi bị nhiều á. Trời ơi, cá sặc. Đã thiệt chứ. Rồi sao ta? Có bắt không hay để lại? Lỡ để lại hết mấy cái kia giờ để lại luôn đi vô coi. Hôm vài ba hôm nữa mình xuống mình làm mẻ luôn, lớn, mẻ lớn luôn. Ừ, vậy đi. Trời lại nó cũng cung kinh dữ lắm chứ bộ. Quá trời mà. Hôm sau, vài hôm sau cái mình xuống mình thăm mình về mình làm mẻ lớn luôn. Cá sặc thôi mình làm chả cũng ngon nữa. Mà không biết hôm sau còn cái lợp không? Đang gầu cái vụ đó. Ví dụ như người ta bắt người ta lấy cá đi, người ta chừa cái lợp cho mình cũng được đi. Không, nhưng mà cái kích thủ thì chắc không lấy cá sặc đâu. Người ta chỉ lấy cá lớn thôi các bạn ơi. Rồi, qua đây hai cái nữa. Ba cái nữa. Rồi đi lên trên cái khúc sâu trên kia là hết các bạn. Một ngày bội thu cá sặc rồi ốc ơi. Giờ cá ký hơn rồi đó. Đúng rồi. Gom hết cá ký rồi đó. Nhà cũng được một nồi chả chiên ngon lành luôn rồi đó. Nè ha, cá sạc ha, mình mặn thiệt là sạc xong bầm, vô cực bầm ra. Trong rồi cái bầm xả với lại tỏi củ hành, cái gia vị vô, cái giò viên nhìn nè, chiên. Chiên sơ xong cái bắt đầu nấu canh chua lá giang. Wow. Trời ơi, tuyệt vời. Nghe mà tứa nước miếng luôn cả nhà. Được á, vài hôm nữa mình làm cái đó được không ơi? Mà. Nghe hợp lý á. Thôi nhỏ, hồi trước ăn vậy không á. Đây, bên góc này. Một cái nữa. Ôi, nó có tung được đùng rồi. Thấy nhỏng đít bên nè mà không biết có hay không. Hay là anh nào đạp đây. Đó, một bầy nữa. Đã thiệt chứ. Con nào con nấy mập ú luôn các bạn nè, thấy chưa? Quá trời quá đất cá sặc luôn, đã ghê không? Mập ú luôn á, bự không á. Cái chai này vô nước, hèn chi nó sửa lại, sửa lại, hèn chi nó bị nghiêng. Trời ơi, cá sặc. Sặc tươi rói luôn các bạn. Lại ốc, thường người cá nào cũng có ốc hết các bạn. Mà nó ốc nhỏ không ta, không có ốc bự đó. Ôi trời ơi, cái chai bị lục lỗ. Thôi thả nó luôn đi. Một chai cũng được rồi. Ai biết cái đâu nè. Rồi cái sạc con bền bành không chứ bộ. Bền bành không. Hàng khủng quá, sạc như là hàng khủng quá. Được. Thấy không? Về làm cái món chả cá sặc đó mà mấy đứa nhỏ ở nhà nó khoái là mình sẽ đi làm cái này liên tục luôn á chứ. Trời ơi, nít nó cũng mê đó. Nít nó mê. Nít nó cũng mê ăn. Chả cá sặc. Bầm nó hơi cực, nó lâu lắm. Là cái ăn lẹ lắm. Nói gì nữa. Nói chung là mặn thì cũng lẹ. Hai người làm thì lẹ. Nhưng mà cái bầm làm phải cho nhuyễn ra nít nó mới ăn được. Bữa phạm ăn không đụng xương luôn. Có máy xay bỏ vô xay luôn cho lẹ. Ù bên này là mấy cái cỏ nó nằm hết rồi. Qua mưa lớn quá mà. Con gì? Nó cả cả con đồng cỏ cả. Cá lóc hả? Cá lóc chà bá luôn. Trời ơi. Chắc lên đây nó quậy ổ nó đẻ đó. Từ ngay này nè. Đúng rồi, nó chạy ra tút ngoài kia luôn rồi. Nãy nó chạy rung cỏ hết cả nhà thấy không? Ơi, nó bự. Nó chạy cái rơi hồn thì chứ. Coi nó có quậy ổ đây không Út?
cái lợp vậy mà không chịu chui vô. Tình đó, không dám đặt cho mấy lùm cỏ, sợ cò bò nó vô nó ăn. Đi nè, không dám đặt trong cái lùm cỏ. Một bầy cá sặc đó, thấy chưa? Hồi ôi nó nhảy cưng ghê không các bạn? Đã thì cái chứ. Ủa sao toàn cái này không mà ta? Cá sặc không à? Sao bữa nay cá lóc nó không vô nữa ta? Hay là hôm qua mấy anh kích thủ mấy anh lụm hết trơn rồi? Chứ cũng phải có chứ, không lẽ không có, đúng không? Phải có chứ. Nhưng mà hôm qua đông như vậy thì cũng hên xui lắm các bạn ơi. Tại vì hôm qua mưa lớn lắm mà các bạn thì cũng biết rồi đó. Những cái khu vực như này mà mưa lớn thì hỏi làm sao mà không có người đi bắt được. Ủa mà sao không có con nào luôn, kỳ vậy ta, cá sặc không à? Chơi cũng phải chừa đằng con hay con cá lóc chứ. Chơi chứ nói vậy thôi chứ mình có biết có sợ mình không dính nói chi tội nghiệp. Lý do để an ủi mình thôi các bạn ơi. Tại vì hôm trước á mình có, cho nên là mình hy vọng hôm nay nó vô nhiều hơn, nó đã. Tại vì nhóm mình như út đặt thêm rồi đúng không? Đặt thêm mấy cái lờ này đúng không? Đúng rồi, đặt thêm 3 cái, 4 cái à. Đi xuống đây kiếm thêm cá các bạn. Chỗ này ngon mà. Còn cá ngay đây không? Đâu không? Kim ru vậy là bày cá sặc nữa rồi. Ô, cái này được có 2-3 con cá sặc à các bạn. Ốc không à? Được có 2 cá sặc. Giờ đặt ở đâu ta? Hay để ve ra ngoài này nó chống chống hơn miếng nè. Ve ra chống quá thì sợ mới ảnh dụng lại hơn. Vừa hơi mí mí mà này nó có nhiều nước. Cái trong này chín quá sợ cái sặc nó bơm nổi. Ngay góc như này nè. Bạn cũng phải đặt cái đường đá nó lên. Hồi nãy giờ gom hết lọp rồi cả nhà. Còn có 2 cái cây cuối à. Mà dưới đó giờ mưa nước sâu lắm. Để vụn xuống dưới đó lấy. Nãy giờ toàn là cá sặc không à. Thôi giờ mình giống như mình gọng cá sặc lại đó đi. Cái lần sau cái mình xuống cái mình gom hết một lần luôn ha. Giờ mình bầm ra, mình sạch sẽ bầm ra, mình vừa viên mình làm cho cả nhà xem thử coi mình làm cái món gì ngon, cực kỳ ngon nha. Cá sặc mà bầm ra nấu canh chua lá giang rất là ngon luôn cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Út Luộn mến chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại. Đi tí dưới kia. Khúc sâu lắm.